Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Shadowfire 3 của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quẩy. Mình tiếp tục quẩy cái series Shadowfire 3 này. Thì mình thấy các anh em có vẻ là rất nhiều người bảo anh ơi hack đi. Nếu mà anh em muốn hack và mình sẽ test thêm các vũ khí khác và các năng lực của Shadow khác, thì các anh em hãy comment ở ngay phía dưới, đó là anh ơi em muốn anh hack thì mình sẽ sử dụng một phiên bản thứ hai của Shadowfire 3, chơi nhân vật nam và sẽ hack để test vũ khí cho anh em xem. Thì anh em có thể test vũ khí, thì anh em có thể nhìn vũ khí và quẩy được rồi, trải nghiệm vũ khí mới. Thì mình thấy chơi thường như thế này này thì anh em không thích lắm, nói thật là như thế. Trời, tại sao mình đi chơi thường anh em không thích lắm? Đây là cá nhân mình nghĩ thế. Tại sao anh em không thích lắm nhỉ? Cá nhân mình thấy anh em chơi anh em kiểu gì ấy. Thì test vũ khí thì mình cũng thấy rất là vui mà, tại sao anh em không thích ta? Tại sao anh em lại không thích? Thì nếu mà ý kiến của anh em thì hãy comment ở phía dưới để mình biết nha. Đừng quên để lại một đăng ký kênh cũng như là share video, chia sẻ clip để mình có thêm động lực mình làm tiếp. Nếu mà anh em không chia sẻ, nếu mà mình cảm thấy cái series này nó ít người xem thì mình sẽ phải dừng lại đấy. Ok, và mình không muốn dừng lại cái series này tí nào. Quân nào? Rồi, cầm kiếm chém yểu các siêu nhân. Từ từ, mình chưa đánh vội cái con Invincible được. Chém nè, chém nè, cái này chấm 8 không khó lắm, tốc độ chấm 8 không, cút vun vào mộng, cụ thằng này cầm gậy tụ không, cái thằng này cầm thằng này cầm gậy của chùa, ui ôi mèo máu drop em vào thằng này, máu tụt kinh quá, mình không thể nào đánh được nó, nó cứ gây khó khăn cho mình nhỉ, hell drop over time, every time. Over time, trời ơi. Nó lên Shadow rồi kìa. Chắc là thua rồi. Surrender. Thua chắc luôn. Khó quá. Hell drop ever overtime nó còn kiểu đối thủ khỏe chứ, đánh sao đây? Nhìn cái mặt này, đánh phụ nữ kìa. Đánh phụ nữ này. Chịu luôn vì cái Shadowfire này quá khó. Toàn cái mả gì không. Khiếp, đã over hell drop overtime rồi nó còn quá khỏe. À, báo tượng vampire. Ma cà rồng. Đấy nữa hả? À, thằng nào đấy? Thằng gì? Thằng ôi. Chết rồi. Riêng mà tao cầm tay không thì mày chết rồi. Mày xác định này. Ôi. Úi dồi ôi, gãy đầu. Khổ chưa? Tuyệt vời, không bật rời. Yeah. Ơ, Kagan. Không phải ấy rồi. Rồi, ăn chém này. Úi dồi ôi. Tuyệt vời. Rồi hạt kiếm vào trong nhà luôn này. Nếu mà anh em muốn series hack thì chắc là mình sẽ phải chơi song song cả hai. Thì nó sẽ ra chậm, nghĩa là một ngày hack và một ngày chơi bình thường, chứ không ra song song hai cái được, nên anh em thông cảm. Và mình tôn trọng ý kiến của anh em, nên anh em cứ comment ngay phía dưới nha. Ngay phía dưới. Omnid Invincible, chết tôi không.
Head Hit Only, ok. Head Hit Only thì khá là dễ. Iron Jaw. Jaw. Vũ khí đánh quá nhanh. Vũ khí đánh cực kỳ nhanh luôn. Chết này con. Một vào mồm. Mày chết này. Mày chết này. Tàu quá. Có con này. Sút mày này. Vào đây. Sút đi. Sút đi. Sút này. Mình chỉ đánh vào đầu nó thôi. Bắt đầu hơi hụt tí. Mẹ quá. Mày không được ấy. Ui chết rồi. Thực sự khó chịu cực kệ vì cái vũ khí của mình quá cùi. Vũ khí của chúng nó quá mạnh mà độ cái gọi là cái điều kiện của chúng nó khó chịu ấy. Vũ khí này thì quá cùi luôn. Chụp cơ mình. Không biết vào chém hết hit kiểu gì nữa. Chó con. Thực sự luôn. Đấy rất là khó khăn luôn anh em ạ. Thấy được mỗi phát. Nè. Để mình nó đỡ. Mày chết con. Mày láo với tao. Cuối cùng thắng được. Mình hơi ức chế ý bởi vì cái này nó hơi khó. Mặc dù không hack thì cũng chẳng làm sao. Đánh nhiều là được. Nhưng mà anh em xem sẽ bị chán. Dành con. Dành con. Chết này. Mày chết này. Mày chết này. Head hit critical. Xuyên vào một. Úi dồi ôi. Hey còn critical. Thủng giáp rồi. Chết mày đi. Mày quá. You win. Iron Rock Lance. Lại điều kiện gì đây? Lại heal drop over time ạ, mày bị dở hơi à? Thôi. Vào store gấp, nâng cấp. Ba đam 8% rồi. Ui.
Xịn quá. Cái gear xịn quá. Ui, chắc là mình phải hack thôi, vì vũ khí rất là xịn. Một set luôn đấy anh em ạ, Legendary một set luôn đấy. Anh này hơi thốn. Normal rồi. Hy vọng là ăn được. Bà tước xin chào kinh quá. Bà tước này. Nó nhảy tởm thật đấy. Ô, combo. Combo gì nhiều thế ông ơi. Combo với tao này. Thế Balis. Nhưng mà lấy đâu ra cái trường thương này, cái đoạn đao này, đoạn đao của Tam Quốc, của cái nhỉ? Quan Công. Úi giời ơi. Nhưng mà nên đừng khinh thường. Bởi vì nên nhớ là trong Shadowfire 3, khi bạn rơi vũ khí là bạn có một lợi thế rất là tuyệt vời và áp sát đối thủ đấm như được mùa luôn. Ok. Nào, quất lại thằng kia nào. Chúng ta xem có thắng nó không. Nó quất lại con kia chứ. Nó cầm một quả nhĩ khúc mà. Thằng này cầm cầm kiểu là nó kiểu chùa ấy anh em ạ. Mày chết hết hit này. Hết hit này mông. Kiểu gậy đuổi tà ấy. Gậy đuổi tà. Gậy đuổi tà này. Con lợn này. Một khi tao upgrade vũ khí lên thì mày chỉ có bốc cứt. À xin lỗi anh em nha. Nói từ hơi bậy. Có bốc shit. Có bốc shit mà ăn thôi. Vô mày. Úi dồi ôi. Úi dồi. Mày này. Bốc này. Cú chém yêu. Vụt vào mồm. Tung người luôn. Xuôi. Anh em biết cái kiểu và cái cú chém yêu này là của các anh em sinh gạo. Khi tập hợp 5 vũ khí của họ lại thì họ sẽ được một cái cây kiếm dài ơi là dài. Chọt một phát. Gọi là tuyệt vời. Chọt một cái thì úi dồi ôi. Yêu quá chết hết. Nào. Đánh thằng đối thủ tàng hình nào. Từ hôm qua bây giờ đã thua rồi. Hôm nay thì đánh lại thôi. Quẩy lên. Không phải sợ gì cả. Quất mày. Hôm qua là hard nhá. Hôm nay là normal đấy. Vẫn là hard này. Búa với tao này. Cầm tay không mà đâm. Mày múa đấy. Búa trên. Mystery of bố láo với tao này. Đấm khó chịu quá, nó đấm liên tục không ngừng nghỉ. Mẹ con này bị điên à? Con này bị dở hơi à? Đấm gì mà đấm kinh thế? Đấm không cho người ta thở, đấm không cho người ta xử lý gì cả. Thì đấm mày này. Đấm mày này. Ui. Đấm hộ cái. Mày ngã đây con, trong rồi. Rơi vũ khí. Ôi dồi. Ôi, mình đã là người ta này. Oh man, bố mày cũng rơi vũ khí rồi. Sao rơi vũ khí mà, sao mình vẫn cầm kiếm này.
hơi bậy tí nhưng mà nói thật là thằng này nó có quá khó chịu. Đấm đã đau rồi, tàng hình rồi, mình lại còn phải cảm nhận cái vũ khí của nó đã vụt đến mình chứ. Xui nhà mày. Thôi chơi bàn cơ bản vậy. Ôi thử critic rồi. Bàn cơ bản vậy. Nó đánh một đòn thì mình sẽ đánh một đòn. Mày múa với tao này. Chết mày đê. Sắp chết rồi. Úi rồi. Úi rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày chết. Mày chết rồi con. Mày tuổi con chim cúc cu. Nào, mày tàng hình đi, mày giỏi mày tàng hình đi. Cuối cùng thì lề lội vẫn thắng thôi. Ui, kiếm này có 10% được, 10 sức chém nhanh mà đam hơi cùi. Oh yeah. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh với thằng có chế độ hot. Trời ơi, không biết như nào đây. Fort Commando, Commander. À, thằng thương mình đánh rồi. Đánh thử phát ạ. Chỉ có cách trị được thằng thương này. Đúng rồi, thoáng chốc đã. Úi rồi ôi, lao đây. Giỏi nhờ, lao vào đây à. Lao vào đây à. Mày tưởng tao nữ gì mà mày bắt nạt á. Ui. Bình tĩnh là bạn Hiền. Bạn Hiền bình tĩnh nào. Nào, tao trước này. Úi rồi ôi, vỡ đầu. Nào, làm gì nữa. Bây giờ tao có Shadow rồi. Ta sẽ cho mày ăn Gold Ranger. Thanh tay kiếm chảm siêu thú. Úi dồi ôi. Tròn con ít này. Mày đi ra đây. Ai. Mùi hoa dập liễu thế nhở. Cứ bình tĩnh thôi, còn đánh phải lắm. Cứ bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh luôn. Mày mày làm sao. Úi dồi ôi. Nó chết rồi. Chết chắc luôn. Bỏ vũ khí xuống. Yeah. Thanh kiếm thánh trên tay, anh vẫn lừng lững đứng như một vị thần. Mặc dù nâng cấp lên nhưng mà vẫn không khỏe bằng thương của mình. Kiếm nhá. Ôi giời ơi. Có đồ chơi mới rồi đây. Thánh chỉ thôi. Ui. Ui. Phải đánh 3 phát cơ á. Đánh 3 phát. Tòm đi. À, mình sẽ cầm Jun và thằng kia sẽ là Legendary. Mình chưa quen nữa. Vào đây mày. Vào đây. Ngoan lắm. Ngoan lắm, ngoan lắm. Ngoan lắm, ngoan lắm, ngoan lắm. Chốc mày đi. Ôi, mình không đi di chuyển được à. Mình không tiến lên được, mình chỉ lùi thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ui. Vụt không thể tưởng tượng được. Nhị khúc côn, ui. Ui, con nhị khúc côn này khỏe cực ấy em ạ. Con Jun này cực kỳ khỏe luôn. Riêng để nói về con Jun này thì quá khỏe. Thằng 6 đây anh em ạ. Đây là gọi là thằng 6.
quá khỏe luôn. Nó cầm những khúc côn nó vụt nhưng mà mình cũng không tiến lên được, nhưng mà anh vẫn rất kiên cường. Đâu tiến lên được mà anh bị việt cây thôi. Mày hey gì đấy? À, chỉ là dịch chuyển trước thời hả? Bập. Cái đi thủ rồi, đánh đích nào thua vậy? Mày thua không? Sao vào đây mày? Úi dồi vụt. Con Jun này cực khỏe luôn anh em nhá. Riêng mà anh em chơi cầm được cái vũ khí nhị khúc côn này này, cầm được cái vũ khí nhị khúc côn này thì đánh gọi là cướp tuyệt, gọi là tuyệt vời. Nó vả cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Công nhận thế. À, có cái đá này, powerful kick. Tuyệt vời, yeah. Chúng ta đã test được vũ khí nhị khúc côn rồi. Lào đánh phát nữa là không biết đây là nhị khúc côn này là vũ khí gì đây. À, vẫn là Jun. À, thằng khác. Thằng này, à, có đây là con ấy chứ. Con gái anh em ạ. Con gái tao quất mày luôn, tao chốc luôn à. Chốc luôn thì làm ăn gì bạn? Chốc luôn thì làm ăn gì? Mình đánh nó chết. Ừ, đi thì cũng rồi. Láo vào thôi nhá. Láo vào thôi, tao quất chết đấy. Nó lên Shadow rồi. Hai con Shadow vật nhau rồi. Cái mũ giống mình quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tạm biệt em yêu. Úi dồi ôi, ngã chưa? Đánh phải bình tĩnh thôi, hở ra là thua. Nói chung là con cái con tên là tháng 6 này thì nó khá quá là khá là khỏe. Nó vụt cho thối người. Gì đây? Gì mà chưa chết rồi này. Úi dồi ôi. Mày. Mày đưa giống vũ khí của mình nhỉ? Con khủng chết. Mày ăn này, mày ăn bột này. Úi dồi, con Jun này cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Khi mà anh em, mình chỉ áo ước được cái những khúc côn này thôi. Và cái combo của nó ép vào vũ khí, chứ mình chẳng áo ước cái gì cả. New ability. Gain 40% Shadow Energy after receiving a head hit. Đập vào đầu một phát được 40% Shadow Energy này. Đánh vào crit hit thì được 30%, có 25% đam. Ngon. Được, ổn. Nào một phát nữa nào. Mình sẽ có một thẻ hiếm và một thẻ cùi. Đây là cơ hội mình lấy thẻ hiếm đây. Thẻ nó cấp hiếm ấy. Vô mày. Con này đánh nhanh. Con nhị khúc côn này đánh cực kỳ nhanh luôn. Nhị khúc côn đánh cực kỳ nhanh em nhá. Thế một quất rồi nhưng mà nó không mặc quần áo gì cả. Nó không mặc giáp, nó không mặc mũ. Nó chỉ có đánh nhị khúc côn thôi. Và từ nãy giờ tôi đánh hơi bị nhiều đấy. Tôi nói về con này hơi bị nhiều. Mặc dù đánh quá nhanh. Mày vụt vào mũi. Sao đây? Chết rồi à. To xác mà yếu đuối. Trang khiếp. Thằng này nó trang bị cả giáp, cả mũ, cả hai quả chùy to. Hơn cả bạn rồi. To hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà nó quá yếu. Chơi đỏ ăn hết hit. Này hết hit này. Chết rồi. Úi dồi ôi mẹ ơi. Mày ăn rộng. Úi dồi ôi tuyệt vời. Có lợn. Mày ăn combo tao rồi. 5 combo luôn.
combo chết ngay. Rồi, combo quá tuyệt vời. Một cao thủ nhị khúc côn đến từ tháng 6. Yeah, quá tuyệt vời. Yasuo easy. Yasuo easy, man. Special movie New Valley lại nữa này. 10% đổi từ đam thành máu của đối thủ. Ngon rồi. Hôm nay thu hoạch quá lời luôn. Thôi thì lần sau cứ cho em đánh con đi combo cũng được, em không có yêu cầu gì cả đâu. Thì là xấu này. Đổi đồ họa rồi. Mẹ ơi, lỗi đồ họa anh em. Đây 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 đây, mình trở lại. Nó vừa quay, nó vừa loát đỉnh đấy. Lỗi đồ họa. Anh em thông cảm nhá. Ai hi hi. Điều này hơi cùi. À, đi cái. Ngon anh em ạ. Áo này áo hở ngực này. Đấy, hở ngực trời sao. Áo này thì không hở. Special movie. Yeah. Thôi lấy cái này đi. Rồi, trang bị đầy mình luôn. Ok. Thì để ủng hộ mình làm tiếp với clip tiếp theo thì anh em ủ con sư phụ này. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cũng như ủng hộ mình trong suốt thời gian tiếp theo nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye. Ngon quá. À, ngon quá. À, thật là tuyệt vời. À, nó quá rồi. Bây giờ phải đi về ngay thôi. Yeah, anh đã xong rồi. Hóa ra là người đưa thư thôi. Bây giờ anh sẽ ăn thử những viên kẹo ấy nha. Wow, thật là háo hức. Đâu hết rồi. Tại sao lại như vậy? Ôi trời ơi, không biết là ai đã gây ra cái